Wow, kiếm ngon, kiếm ngon. Ui, địch nè. Mày quýnh lén hả con? Ui, nó nữa nè. Chết đi. Ok, và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Khang G đây. Thì đã lâu lắm rồi chúng ta lại không trở lại với là cái chỗ đứng này lúc mình hay chào đây mà. Thì ok, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại với Minecraft Bedworld đây mà. Thì chắc là anh em đang chú ý vô cái cam thôi đúng không? Anh em thấy cái cam nó hơi bừa bộn đúng không? Thật ra là do cái tóc mình, không phải bừa bộn mà là cái tóc mình nó hơi bừa bộn đúng không anh em? Tại vì dài quá mình chưa có đi cắt nữa, nhưng mà tôi hứa với anh em là video lần sau mình sẽ đi cắt tóc. Ok. Ok. Và chắc chắn với em là sẽ không có cắt đầu môi đâu nha men hai. Men hai đừng có suy nghĩ là tôi sẽ cắt đầu môi nha. No no no, không cắt đầu môi đâu. Thì ok, thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái thử thách cực kỳ đơn giản. Ok, thì hôm nay mình sẽ chơi server HeroMC.net nha anh em. Thì lần trước là anh em có thể thấy là mình đã chơi hai episode, như là lời như là những bạn đã kêu mình chơi hai episode rất là nhiều, và mình canh thời điểm hai episode nó lắc không? Nó không lắc để mình có thể chơi được đấy. Thì em thấy là nó khá là mượt. Còn bây giờ mình đã quay trở lại với Việt Nam. Server Việt Nam thì chắc chắn 100% là nó mượt rồi. Thì anh em đoán xem thử thách hôm nay là gì. Ok, và trước khi xem video này đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, và đừng quên là ấn cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh YouTube mình nha anh em. Khi mà anh em nhấn cái chuông á là khi mà mình ra video thì anh em sẽ là những người xem đầu tiên nha anh em. Ok, và ngoài ra là trên kênh YouTube của mình chỉ có 20% là các bạn đăng ký thôi, còn 80% là các bạn chưa có ấn đăng ký. Nếu như bạn là người mới thì hãy ấn đăng ký để ủng hộ mình nha anh em. Ok, còn bây giờ không nhiều lời nữa. À quên, nếu như anh em có thử thách nào hay, anh em đừng quên là hashtag thử thách và đặt hết cho mình anh em ở dưới phần bình luận. Ok, còn bây giờ thì let's go. Vô trận. Ok anh em à, thì bây giờ mình đã vô trận rồi đây. Thì cái thử thách này thì nó cũng khá là đơn giản. Thì chắc là ai, chắc chắn là những bạn nào xem video của mình chắc chắn các bạn đều làm được hết. Nice. Đó chính là thử thách mình sẽ uống thuốc chạy nhanh. Đó, mình sẽ uống thuốc chạy nhanh. Đây, đây rồi, đây thuốc tăng tốc anh em. Thì thuốc tăng tốc này là tốc 2 nha anh em đó. Nó chạy cực kỳ nhanh nha. Nó sẽ cho anh em 45 giây để anh em chạy đó anh em à. Ok, thì hôm nay mình sẽ uống cái thuốc đó để mình đi PvP anh em à. Ok. Rồi rồi, bây giờ mình sẽ mua. À quên, mình phải qua mít thật là nhanh để tại cái thuốc đó là nó tới một cục emerald anh em ạ. Đó nên là giờ mình phải qua mít thật là nhanh để mình có thể mua và mình qua nhà người khác mình chơi. Ok. Mày có hình như là mình đang chỉnh PC được phải. Ok. Let. Còn mình không nhiều lời nữa, giờ mình sẽ mua giáp xong mình đi luôn nè. Let's go. Yo, let's go. It was at this moment that he knew he fucked up. Shit. What are you doing? Chưa mà. Chưa mà. Chưa mà. Chưa mà. What are you doing? Ôi, tụi này nhanh thật sự đấy mà. Ôi, tôi chưa hết mà nó chơi tôi rồi. Really nigga. Oh my god. What are you doing? Ủa sao nó biết mình là Khang? Mình tên là SKT mà. Là Khang đẹp trai đó. Ow. Biết đi. What are you doing? What are you doing? Em muốn gì? Muốn gì? Muốn gì nói luôn. Gì chập bánh hơn á? Trời đất ơi, tôi đâu quay video bắt chập bánh ba. Really? Lẽ lên em ơi, anh còn đi quánh lộn nữa. Nhanh lên, trời ơi, giang hồ đổ máu chứ không đổ lệ nha. Ừ, đánh đi, let's go. Ok. Rồi, đừng có đập giường vô tôi nha. Tôi để đây đường cho anh đi, đừng có đập giường tôi đó. Tôi tha đó. Đừng qua đập giường tôi á. Tôi quýnh mất giường vậy thôi á. Chứ tôi hiền lành lắm. Xạo chó, xạo chó. Uầy, mình thấy là có bạn phát hiện mình rồi. Ui, mày nó lụm hết emerald rồi. Shit, emerald của tôi. Trả đây. Không trả làm to. Trả đây. À đây nè, đây nè, đây nè. What the fuck, bro? Thằng này muốn thể hiện nè. Thằng này nó muốn thể hiện nè anh em ơi. Rồi luôn. What the fuck, bro? Mất cái giường luôn. Tức ghê luôn. Thằng này tim trắng luôn anh em. Ok, tim trắng thì chơi luôn. Thấy không? Tự nhiên mấy bạn kia nói cái giường tôi ra chi rồi nó biết tôi tim trắng, rồi tim lục cái nó qua đập luôn anh em. Thấy không? Bây giờ tôi quay video nó cũng khó nữa. Khó ghê hồn luôn. Ok, không sao, bây giờ nó có em rồi, mình không sợ bố con nào. Thằng đằng trước chắc chắn là sẽ chết với tôi. What the fuck, bro? Vậy. Yeah. Oh my god, thằng đi chơi đồ cho hay. Oh man. Damn. Ok, thì bây giờ mình sẽ quyết định để qua tim vàng đấy mà, tại vì tim vàng nó chết rồi. Mình sẽ qua tim vàng. Ôi đem. What the fuck? Ok, bây giờ mid sẽ là của tôi. Không ai có thể chiếm mid của tôi được hết. Ghê. A few moments later. Rồi mình sẽ mua hoặc là nhiều thuốc tốc độ nha anh em. Ha, anh em thấy không? Anh thấy gì chưa? Tôi đầu tư hay bị đầu tư đấy. Ủa, lộn không? Lộn không? Yeah. Muốn gì? Muốn gì? Muốn gì? Muốn gì? Muốn gì nói luôn em ơi. Muốn gì?
em muốn gì hả? Thấy tôi ít máu là muốn làm loạn hả? Chết với tôi. Mày là chết với tôi này mà. Mày chết mày là con dai. Mày không thoát được đâu. Muốn làm loạn ở sân trường, muốn làm loạn ở địa bàn của Khang G hả? Còn lâu. Còn lâu á. Ui. Ui trời ơi, muốn làm loạn hả cưng? Muốn làm loạn ở đây hả? Còn lâu á. Bước ra đây quýnh lộn. Bước ra đây quýnh lộn nè. Trời ơi. Giỡn mặt với Khang G hả mày? Chết đi chứ con. Đó, tôi không chạy nhanh cho anh em. Trời ơi, chạy hơi bị nhanh luôn á. Trời ơi, chạy quá trời nhanh luôn nè. Oh my god, chạy siêu nhanh luôn. Rồi, ok, có vàng ra rồi. Cần thêm nữa. Giờ để mình coi coi. Ôi, mình phải qua lại mid anh em ạ, chứ không là tôi kêu nó sẽ chiếm mid của mình. Và nó mua obsidian là lúc đó tôi hơi bị căng thẳng. Ừ, lúc đó hơi bị khó đặt dù. Rất cực lắm luôn á. Ok. Rồi. Hồi nãy thằng trắng đập giường tôi đúng không? Bây giờ tôi phải đi trả thù thằng trắng mới được. À, thuốc chạy nhanh này nó cũng có một cái bất lợi nha anh em, đó chính là khi mà anh em hút chạy nhanh á thì khi mà anh em bật lóc á anh em rất là dễ té, nên là anh em cẩn trọng khi mà bật lóc nha. Ok. Mình chỉ thông báo cho anh em nhẹ vậy thôi, xương xương đó. Ok, mày nó chơi điếm quá anh em ơi. Nó chơi mà nó đặt đường nó chạy luôn anh em ơi. Phải chữ thật. Ok, chơi vậy là chết người ta luôn rồi. Chơi vậy là chết người chơi rồi bạn. Cầm obsidian chạy ha. Trời cầm obsidian chạy ba. Muốn gì? Cầm obsidian nè mà mất vuông rồi. Đó, trận này là mình chạy hơi bị nhanh luôn á nha, nhưng mà tôi cũng dễ té lắm á, tại vì chạy nhanh nó rất là dễ té này mà, nên là anh em cẩn trọng khi mà bấm vô cái bàn phím nha. Bàn phím ai bị lừa bị liệt thì nghiêm cấm chơi trò này. Nope. Ok, còn nào đúng không? Còn thằng tím viền lỏ. Oh man. Oh baby, màu tím đúng không? Màu tím với màu đỏ. Ok. Bây giờ hai này đang tranh đấu với nhau mà. À, Diêm Vương tranh bá hả? Ok, tôi sẽ lượn lờ qua tím nhanh lên. Let's go. Chạy nhanh lên. Nó quấn lộn bên kia luôn anh em ơi. Khang tới đây. Khang sẽ giúp đỡ. Yên tâm em ơi. Anh giúp em đây. Rồi anh tới em luôn đây. Anh tới cho em nè. Anh tới đây. Em ơi. Đâu rồi? Hả? À, tím này còn quấn lộn. Rồi luôn. Cái tím đã bị đập đỏ đập sắp mặt luôn. Oh my god bro. Ok, bây giờ đỏ sẽ bị quấn tôi chăng? Oh no. Pum. Chắc là pum. Sao quấn lộn má? Cho em lên cờ hả? Cho em lên cờ. 1v1 được không? Ok luôn. Rồi quấn lộn em vô chơi lên. Tôi là tôi ấn hút, tôi không sợ nào. Em mua táo cái. Ok, rồi tôi ra thanh niên quăng táo cho tôi luôn bạn. Chơi đi em. Trời ơi. Chơi em. Ok. Chơi lên, ăn nhiều táo vô. Uống hút vô. Vô. 1, 2, số 3 đâu? Số 3 đâu? Vô. Ôi, lạc lỏng nè. Win rồi mấy anh hai. GG. Ok, thì cái trận hồi nãy khá là nhanh, nên là mình sẽ tiếp tục qua trận thứ hai để cho anh em xem thật là đã mắt nha anh em. À quên, nếu anh em xem tới đây thì đừng quên là ấn like giúp video của mình lên anh em, và giúp video của mình đạt 2000 like nha. Ok, à quên, 2000 like nó hơi nhiều đúng không? Nhưng mà không sao, anh em có lòng tốt thì tôi xin chấp nhận. Ok, giờ sẽ đọc thật là nhanh rồi mình qua bên mid anh em ạ. Ok, let's go. Oh my god, damn. Tôi sợ là giống cái trận trước anh em. Chưa hết tôi nhìn lên đầu có cái hàng nó trên đầu đứng tôi luôn ba. Sợ thật sự, bây giờ phải làm nhanh em ạ. Đó, bây giờ tất cả những hành động mình làm á là bây giờ xung quanh là tất cả ai cũng biết mình là Khang G rồi, nên là rất là sợ. Các bạn rất là đá chim, rất là nhiệt tình luôn anh em ạ. Đúng là người Việt Nam cái gì cũng nhiệt tình hết. Bởi vậy khi mà quánh lộn á, anh em Việt Nam mình lúc nào cũng vô nhiệt tình nhất. Đó, nước ngoài ta ví dụ đánh lộn là tao báo công an liền. Còn Việt Nam mình vẫn đứng lại coi với lại live stream không ạ. Ừ, tôi nói đâu sai. Nó đỏ tên gì đây? Raren sói trắng hả? Ôi nó sói trắng mà tim đỏ anh em. What the hell man. Quá này nó lẹ, để xíu còn đi chiếm mít nữa. Cho nên come on baby, come on bro. Oh, thanh niên này chơi đồ ạ. Em muốn chơi tô mà đâu có được em ơi. Em ơi. Xong luôn, rip cái giường. Raren sói trắng nè. Ok, con bê đê. Vô. Rồi bây giờ mình chỉ cần 3 cục vàng thôi, mình sẽ có một cái giáp kim cương, giáp sắt ba, giáp kim cương nó hơi kỳ. Ok. Một cục nữa. Only one.
One, only two, only five, only six. Ok, let's go, mua. Rồi, đi luôn. Nhanh lên. Nhìn lên, cái này mình phải làm thật là nhanh anh hiểu không? Đó, qua mid thật là nhanh để mình sở hữu đồ pro nữa chứ. Ok. Ôi, xem té bà, xem té. Ok. Ủa chết rồi, quên mua táo đi mà. À, cái thằng khôi cần này nó lại tiếp tục nó qua mid nữa anh em ạ. Cái thằng này nó náo lắm nha. Nó náo làm chết ta. À, nó về nhà đi mà. Mày về nhà mày chết đi rồi con. Mày về nhà mày sao làm. Ui, nó qua đó. Ôi, nó qua nhà này nè. Ôi, nó qua nhà này, nó qua nhà. Baby. Nhà nó xin là nhà của tôi. Yeah, baby. Nhưng mà nó đã có emerald thì tôi cũng có emerald vậy. Tôi biết là chắc chắn là nó sẽ đi cái đường. Oh my god, sao mà đi. Đi mày cao dữ vậy. Té đập đầu chết luôn. Ok, mày chết mày gọi con. Nãy đập giường tôi nè. Nãy đập giường tôi giờ tôi đập lại. Ok, đập giường tôi đập lại vậy. Nhưng mà cũng phải nó qua nhà tôi đó. Tôi cũng chuẩn bị mất giường đó anh em ạ. Anh em cứ yên tâm đi, tôi sẽ mất giường đấy. Tại vì tôi đập giường nó chắc chắn nó sẽ qua giường tôi đập rồi. Chắc chắn điều đó rồi, có qua có lại mới tòa lòng nhau. Ok baby. Rồi. Ok, hy vọng là nó chết đi chứ đừng đập giường tôi chứ. Ok, mình cần lên cây kiếm sắt á. Một cục nữa thôi. Đó, chưa tôi biết ngay mà. Ó anh em không? Tiên tri vũ trụ Trần không phải khen. Ờ. Mày có tôi nói gì vậy? Rồi ok, giờ mình sẽ bắt đầu qua này. Ok. Mình có hút tóc đỏ, bây giờ mình sẽ dí thằng đó mình quấn cho nó vỡ mồm mới được. Vỡ mồm lắm. Rồi, có một hút tóc đỏ là mình sẽ cặp nào mình uống cái đó vô mình quấn nó. Piu 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 piu. À, thằng đen này náo nháo ăn trái táo liền nè. Náo nháo ăn trái táo nè con. Lụm emerald của chế. Mày chết mày rồi. À không, nó không lụm anh em ạ. Nó lụm xong nó chạy mất tiêu luôn. Mày chết mày nhanh mày. Chết mày con. Mày không hút được đâu con dài. Nhưng mà không có nhà nào qua mít hết ta. Tôi cần có cái mít để tôi nâng cấp đồ chứ. Nhà này có nâng cấp không? Nhưng mà cũng nguy hiểm đấy. Ok, nhà đen có nè mà. Nhà đen có, mình sẽ mượn mượn ngay nhà đen để mình đi nâng cấp lên kim cương. Mình nâng cấp cái giáp lên. Ôi, thiếu một cục nữa. Trời ơi, có một cục thôi mà cũng thiếu cái ba. Nhanh lên. Come on. Nhanh lên, không là Khang bị đánh sắp mặt đó. Nhanh lên. Come on. Sao lâu vậy? 5, 4, 3, 2, 1. Thì nếu như bạn nào mà cố muốn update thêm cái resource pack này á, thì anh em đừng quên là comment bên dưới là ví dụ như là resource pack hashtag resource pack cách ra, ví dụ như là đổi tiếng nè, đổi cái giọng lút đồ, nó không kêu méo méo mà nó kêu mèo méo mèo méo ó kiểu vậy. Vậy đó anh em hiểu không? Chắc chắn anh em phải hiểu rồi. Nói dễ hiểu mà, đúng không? Một coi. Rồi bây giờ sẽ mua thật là nhiều táo và tôi đi quấn lộn này. Rồi bây giờ mình sẽ thủ sẵn một cái bình này ra ngoài đi. Ok, giờ tôi phải đi lên nè, nó mới khó nè. Ui dồi ôi, xem té này không? Đó, không, cuộc sống mà, đâu như cuộc đời đâu. What the hell man. Cái méo gì? Aaaa, hằng nó dí luôn anh em ơi. Aaaa, nó quấn lộn rồi. Aaaa, chết mày ơi. Quay, ủa? Gì vậy? Gì kỳ cục gì? Ủa, tôi muốn té rồi mà. Ủa, gì kỳ cục gì? Gì kỳ cục gì? Gì kỳ cục gì? Gì kỳ cục gì? Cục cục gì, man? Trời ơi, mấy thanh niên này chơi mà chơi leo lên cây ba. Chơi lên cây ai chơi, chơi ai đi ba, đưa chúng chơi đâu nha. Chơi không chơi leo cây, trời ơi, chơi đáng đồng tiền bắt cạo đi. Chơi leo cây bro. Nè. Em sợ chưa, trời ơi, chiến thuật đó anh em à, chiến thuật cả đời. Vô lý. Ok, tôi chỉ đánh lừa tỷ giác của người chơi thôi mà thanh niên này léo nhéo quá. Ok, cú tốc độ Khang G sẽ dành cho thanh niên xanh lá cây đen đuôi này. Thì nghèo vậy quá đã dừng trước em bro. Nó đi chạy đâu vậy? À, bắt bay. Hello. Ủa, nó qua hả? Tôi tưởng nó qua. Oh mày chuối, nhưng mà em sẽ chết ngay đó. Chạy là chết, chạy đi em, chạy đi, chạy nhanh lên. Ok, tôi qua một quả fireball rồi. Nó sẽ không chạy được đâu. À, nó té rồi. Bye bye. Sa ta. Chi. Yeah. Ôi, tốc độ thật là nhanh anh em ạ, không? Bây giờ tôi thích cái chiêu tốc độ này nha, mốt mình sẽ muốn quấn cho lẹ tại vì tốc độ rất là dễ combo anh em ạ. Ok anh em ạ, thì mình nghĩ là video tới đây thì hết rồi, thì cũng khá là dài rồi nên là mình phải up video tại đây. Thì nếu anh em thích video của mình đừng quên là ấn cho mình nút like anh em, và đừng quên là ấn đăng ký nếu là người mới, và ấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình, và cũng là những người sẽ được nhận thông báo để xem đầu tiên của video mình nha anh em. Ok, và ngoài ra anh em có những thách hay thì đừng quên là bằng đặt thử thách cho mình bên dưới phần comment bằng cách hashtag thử thách và cách ra nha anh em. Ok, còn bây giờ thì hẹn ở video sau nhé anh em. Ờ quên, giúp video của mình đặt hay thôi. Ê các bạn. Bye bye. Yeah.